Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Hậu Giang đã kiểm tra tại các cơ sở như quán cháo lòng cái tắc NT, lò bánh mì TB thị trấn cái tắc, lò bún TT thị trấn 1000 quyền Châu Thành A. Trong đó, quán cháo lòng cái tắc từ lâu được nhiều người trong và ngoài địa phương biết đến. Tại quán cháo lòng cái tắc NT, qua kiểm tra thực tế tại khu vực chế biến kinh doanh của quán, đoàn công tác ghi nhận khu vực chế biến của cơ sở chưa cách xa nguồn ô nhiễm theo quy định việc mua nguyên liệu vào chế biến chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm đã hết hạn từ cuối năm 2023. Đoàn kiểm tra đề nghị cơ sở tạm ngưng hoạt động cho đến khi được cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định. Đồng thời, giao Trung tâm Y tế huyện Châu Thành A, Trạm Y tế thị trấn Cái Tắc, trường ấp Đông Phú A giám sát hoạt động kinh doanh của cơ sở.